chấm điểm sự thu hút đàn ông của những mỹ nhân hàng đầu Hollywood. Taylor Swift, Gal Gadot, Miranda Kerr, Jennifer Lawrence, Emilia Clarke đều là những mỹ nhân tài năng, xinh đẹp bậc nhất Hollywood. Tuy nhiên bên cạnh những cô nàng đã có, được tình yêu viên mãn, thì cũng có những cô nàng chưa tìm, được tình yêu đích thực, cùng chấm điểm sự thu hút đàn ông của dàn mỹ nhân này. Nữ ca sĩ người Mỹ Taylor Swift Taylor Swift là một nữ ca sĩ có cả danh sách bạn trai cũ dài rằng giặc đáng ghen tị như Harry Styles, Calvin Harris, Tom Hiddleston. Nhưng những mối tình này đều kết thúc chóng vánh. Dường như, đã rút ra nhiều kinh nghiệm qua những mối tình đầy ồn ào trước đây. Thì hiện giờ cô nàng, đã khá kín tiếng hơn với báo chí về người yêu hiện tại là diễn viên trẻ tuổi người Anh John Onwin. Nữ diễn viên Gal Gadot. Gal Gadot là một trong những diễn viên nổi tiếng nhất Hollywood hiện nay. Và chắc hẳn chàng trai nào cũng sẽ bị đánh gục trước vẻ đẹp và tài năng diễn xuất của cô nàng với vai diễn siêu anh hùng Wonder women có thể bạn chưa biết trước khi trở thành diễn viên cô ấy đã từng được trao vương miện hoa hậu israel mặc dù gao gadot hiện đã kết hôn và đang sống hạnh phúc cùng chồng một nhà kinh doanh bất động sản israel thì cô vẫn là một trong những mỹ nhân cuốn hút nhất siêu mẫu người úc miranda cơ với vẻ ngoài xinh đẹp thân hình quyến rũ cùng nụ cười má lúm đồng tiền ngọt ngào Miranda Kerr đã chinh phục được hàng triệu trái tim người hâm mộ. Đã từng trải qua nhiều mối tình ngay cả khi đã từng kết hôn và đã ly dị với tài tử Orlando Bloom, thì sức hấp dẫn của cô không hề thuyên giảm khi gần đây cô đã quyết định kết hôn với chàng tỷ phú trẻ Evan Spiegel kém cô 8 tuổi. Diễn viên Jennifer Lawrence trong quá khứ, Jennifer Lauren đã từng lên tiếng thừa nhận rằng cô cảm thấy thực sự cô đơn. Ngôi sao series phim The Hunger Game hiểu vấn đề không nằm phía cô, mà ở các chàng trai. Họ quá e dè với sự nổi tiếng, giàu có, và thành công của Jennifer Lauren nên không dám tiếp cận. Và mới gần đây, cô nàng cũng đã chia tay với đạo diễn nổi tiếng Darren Aronofsky người lớn hơn cô ấy 21 tuổi. Diễn viên Emilia Clarke, nếu bạn theo dõi series phim đình đám trên kênh HBO Game of Thrones, thì chắc hẳn bạn sẽ biết lý do chính xác. Tại sao Emilia Clarke diễn viên đóng vai Denery Targaryen có sức hút đến vậy? Một số tạp chí dành cho nam giới như Esquire và Asmen đã bình chọn cô nàng là người phụ nữ hấp dẫn nhất thế giới. Emilia Clarke là một ngôi sao xinh đẹp và tài năng và đặc biệt cô có một đời tư không quá ồn ào trước báo giới. Người mẫu Kendall Jenner, Kendall Jenner đã từng hẹn hò với một số chàng trai lãng mạn như A$AP Rocky. Nhưng phần lớn chuyện tình yêu của cô thường ít ồn ào. Khoa trương như những người chị em khác trong gia đình, và có không ít những tin đồn, rằng cô ấy không hề thích nam giới. Các fan của cô nàng, vẫn, đang mong chờ ngày idol của mình tìm, được người đàn ông đích thực. Nguồn, https, sohuuchichue.net.vn, cham điểm su thu hưu đàn ông. Nguồn, https, sohuuchichue.net.vn, cham điểm su thu hưu đàn ông qua nhung mi nhàn hàng đâu Hollywood D27262. HTML, bạn là người có tiếng nói trong xã hội hãy bình luận để thể hiện điều đó trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại